Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua một cái giai đoạn đầu các bạn biểu diễn trên sân khấu với cái bài live trực tiếp. Thì bây giờ chúng tôi sẽ kết hợp cái bài thứ hai này là kết hợp các bạn nhảy với lại MV. Là chúng tôi đã ghi hình trước đó, những cái động tác khó, những cái góc máy đẹp để phục vụ cho quý vị một cái bài thật là tuyệt vời và thật sự là đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật. Nhưng mà Thành ơi, trước tiên thì chúng ta phải bật mí cho quý vị khán giả biết là chủ đề của lượt thi thứ hai này là gì cái đã. Chúng ta có 3 chủ đề. Mỗi một thí sinh sẽ bám sát một chủ đề để biên đạo cho cái bài của mình. Và 3 chủ đề đó là 3 cái chữ mà nó theo suốt cuộc đời con người của chúng ta. Nó là 3 cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi một con người. Đó là sinh, hoạt và tử. Tôi nghĩ là chúng ta nên giải thích rõ hơn để cho tất cả quý vị khán giả có thể hiểu. Sinh ở đây là cái sự sinh ra, hoặc là cái cuộc sống đời thường của chúng ta, hay nói đúng hơn là sống là sự sống và tử là cái chết. Nhưng mà ở đây chúng tôi không muốn nói đến cái chết đơn thuần. Chết ở đây có nghĩa là khép lại một cái hành trình sống để rồi mọi thứ sẽ tái sinh và tạo ra một cuộc sống mới. Thực ra đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái từ sinh trước cái đã. Con người ta thì cũng không thể nào lựa chọn được cái hoàn cảnh mà mình sinh ra. Có những người sinh ra trong nhung gấm lụa là, nhưng mà cũng có những người khi mà sinh ra mở mắt chào đời thì đã là cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta khó có thể cải số, nhưng nếu như thực sự chúng ta có nghị lực sống thì con người ta vẫn có thể thay đổi được cuộc đời của chính mình. Thưa quý vị, người ta thường nói một câu là số phận nó chọn chúng ta. Chúng ta không thể chọn số phận, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi số phận với cái cách sống của mình. Và dĩ nhiên ai cũng được sinh ra trong một hoàn cảnh nhất định, và cách chúng ta thay đổi cái cuộc sống là do mình lựa chọn và cách mình nhìn nhận cuộc sống là như thế nào. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ đến với bài biểu diễn đầu tiên ở lượt 2 này với chủ đề sinh. Và mời quý vị hãy nhìn lên màn hình để xem thí sinh nào sẽ mang đến cho chúng ta chủ đề này nhé. Ước mơ của mình là trở thành ca sĩ, nhưng mà với cái thân hình như vậy thì cái cơ hội nó trở thành số 0. Có những người sẽ yêu cầu là mình phải nhảy, nhưng mà mình biết là khi mà mình nhảy, người ta nói là mình nhảy như con lật đật. Trong lúc mà mình hụt hẫng nhất, mình khó khăn nhất thì anh Đình Lộc và chị Xuân Thảo đã đứng ra giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Lúc em với Lộc nhìn nhau, nhìn như yêu nhau trên cái sân khấu này. Khuê bị nổi da gà khi mà xem, cái cảm xúc của Tố Tố rất là máu lửa. Mắt thần thái, là trang phục, cái nụ cười rạng rỡ của em, từng cái nốt nhạc, từng cái động tác á, mà em nhảy nó sung sướng. Có thể đêm nay là đêm chung kết rất đặc biệt, em đang quan ở trong cảm xúc của anh.
Quý vị và các bạn thân mến, con người được sinh ra từ cát bụi và hãy để gió cuốn đi. Cũng giống như là chúng ta hãy tiếp tục đón nhận những thử thách khó khăn để khi đứng lên và đạt được trên đỉnh cao của thành công, chúng ta nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta không phải hối tiếc bất cứ một điều gì. Với tác phẩm vừa rồi là một sự thành công của cả Tố Tố và Đình Lộc. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai bạn thí sinh. Không biết là câu chuyện về một cây xương rồng, một cái sức sống phi thường vươn lên trong sa mạc khô cằn, để lại những cảm xúc gì trong lòng ban giám khảo ạ? Mời Hà, Hà là cái người mà chuyên gia đối đầu với những cái khó khăn nè. Hà thấy như sao? Hà nghĩ rằng là Tố Tố đã làm được, đã nói lên được, nghĩa là cái cơ thể của bạn nói lên được cái thông điệp ở trong cái bài nhảy này, cho Hà nhìn thấy được sự kiên cường. Và ngoài những cái thông điệp nó vô cùng rõ ràng cho mọi người có thể hiểu được cái bài nhảy của bạn, bạn đang nhảy là gì, bạn đang hòa thân vào điều gì, thì Hà nghĩ những cái lợi thế của bạn đó chính là một gương mặt đẹp, có duyên, cho nên bạn dễ hóa trang nhiều nhân vật khác nhau và làm cho người ta dễ có cảm tình ngay từ giây phút đầu tiên. Và cái điều thứ hai mà điểm cộng cho bạn nữa, đó chính là bạn là một người rất là nghệ sĩ, nghĩa là khi bạn lên sân khấu hay là bạn làm một điều gì đó để cống hiến cho khán giả thì hoàn toàn đều có thể nhìn thấy được năng lượng và sự hết mình của bạn. Chính những cái điều này đó là điều mà nhanh nhất để chạm tới trái tim và cái sự cảm thụ của mọi người đang nhìn thấy bạn trình diễn. Và bạn cũng chạm được trái tim của Hà trong cái bài clip vừa rồi. Và thông điệp ý nghĩa rõ ràng và bạn sống hết mình với bài nhảy của mình. Thì Hà nghĩ rằng là đây cũng chính là câu trả lời vì sao mà bạn đi đến vòng chung kết này và vì sao mà từ nãy đến giờ bạn vẫn là một nhân vật mà được mọi người ủng hộ nhiều nhất. Đây cũng lại tiếp tục là một tiết mục nữa Hà rất là ấn tượng về Tố Tố trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn giám khảo Phùng Ngọc Hà. Còn anh Xuân Huy, anh nghĩ như thế nào về tiết mục này của Tố Tố và Đình Lộc? Anh thấy cái bài này rất là hợp lý với em, rất hợp lý về nguyên cái hành trình của em trong cái chương trình này. Mỗi tuần anh thấy một cái sự tự tin của em, mỗi tuần em tự tin hơn, mỗi tuần em phát triển, em tiến bộ. Và hôm nay với cái bài vừa rồi, một cái Tố Tố lột xác, thay đổi một cái cuộc sống mới, em rất là xứng đáng. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Nhìn lại thở dài. Hôm nay, bây giờ phút này là anh phải xác nhận là anh nhìn mặt của Tố Tố rất là khác, không giống người Việt Nam 100% luôn, thật sự đó. Có một chút xíu của Thanh Hà hồi trẻ, tóc vàng chút xíu nó sẽ đẹp nữa. Cô này cô giống như Trúc Đông anh ấy nhỉ? Bây giờ nè, anh nói là đây là cái cách mà diễn với cát là một trong những loại hình mà anh rất là thích cái style á. Vì mình khi mình chạy nhá, hay mình đi bộ trên cát là một vô cùng khó khăn, nó nặng nhọc hơn trên một mặt bằng bình thường. Đằng này em còn nhảy, em diễn, rồi tay chân em còn vung vào cát, rất là dễ, khó chịu và nó vào mắt, vào tóc, vào người mình, nó gây những bức xúc. Nhưng mà em vẫn thăng hoa một cách rất là tốt đẹp. Và cái vấn đề em muốn nói đây là sức khỏe. Tụi em đã giảm cân trong sự an toàn và lành mạnh. Đó, đã giảm cân được mà vẫn giữ được sức khỏe để diễn tốt được cái bài thi với những cái mặt bằng nó khó như vậy. Là một điều vô cùng tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Anh nghĩ là ngay lúc này đây, nếu mà có đống cát ngay trước mặt mình, nó còn ghê gớm cái nào nữa nha. Cho nên là anh thực sự là đánh giá cao và có lời khen ngợi em vừa đẹp vừa giỏi nữa. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Hiện nay thì quý vị thấy là số điểm Tố Tố là khá cao. Vì vậy cho nên chúng tôi xin là quý vị cũng sẽ cân nhắc để chúng ta đưa ra những cái số điểm. Chúng ta sẽ có 3 nấc điểm thôi, là 1, 2 và 3. Chỉ có 3 cái con số đó thôi, quý vị có thể cho điểm dành chúng cho chúng tôi sẽ cho sau khi xem hết 3 phần thi. Dạ chắc chắn là như vậy. Để chúng ta có thể cân đo đong đếm để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Như vậy là cái điểm cộng nó mang tính bứt phá đúng không Thành? Vâng, nhưng mà quan trọng là giám khảo sẽ cho sau, như quý vị có thể cho ngay bây giờ. Là quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho các bạn ấy là BN khoảng cách 0, 2 và gửi về cho tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Hãy bình chọn cho Tố Tố quý vị nhé. Chúc mừng Tố Tố, chúc mừng Đình Lộc. Cảm ơn hai bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.